Cảm ơn chú. Chúng ta xem trong cái bài bài học về vườn Eden anh chị em. À về về đền tạm. Dạ, cảm ơn Chúa. Về đền tạm nha, tôi chuẩn bị đang chuẩn bị cái thấy rất là thích thú bởi vì nó liên hệ đến cái vườn Eden. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục suy gẫm. Đây là một cái đề tài rất là nhiều và nó giống như một sợi nó rất là dài và rất là sâu và rất là rộng nữa, và nó giống như một sợi chỉ đỏ, nó xuyên suốt vậy. Trong thời gian này nó là một sự đại cương, một sự giới thiệu thôi cho anh chị em chúng ta, và mục đích đó là hiểu về đền thờ, hiểu về bàn thờ, cái ý nghĩa là như thế nào. Và nó có một sự liên hệ rất là nhiều anh chị em. Đức Chúa Trời khi mà suy gẫm về điều này thì Đức Chúa Trời chúng ta thật là kỳ diệu. Ngài thật là kỳ diệu. Chúng ta hãy nhìn về thế giới vĩ mô, là các vừa là vũ trụ của chúng ta. Khi mà nhìn thấy ấy, thì các cái nguyên tử, các cái quỹ đạo nó giống như là hình của các nguyên tử vậy, có đúng không ạ? Và cả cái thế giới vĩ mô và vi mô ấy dường như là nó tương đồng và tương đương với nhau. Cho đến bây giờ giống như người ta đang tìm và hiểu về về các nguyên tử như thế nào. Càng ngày người ta càng muốn đi sâu vào trong cái vi mô của nguyên tử ấy, thì cũng giống như vậy. Thì cái thế giới vĩ mô là con người cũng đang tìm kiếm và khám phá không ngừng. Dạ. Cảm ơn Chúa. Tôi nói đơn cử một vài điều nữa. Khoa học nào thế kỷ 20 có khám phá ra ADN hay là cái gen di truyền của con người. Và nó bây giờ chúng ta gần đây chúng ta được biết rằng đó là chính là nơi mà là ẩn dấu, hay là nơi mà có số mật mã và về cái hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và con người của chúng ta ấy là mật mã được đóng lại hay là được gói lại trong ADN của mỗi người của chúng ta, trong cái mật mã của chúng ta, trong cái gen gọi là gen di truyền ấy, và trong đó nó có hình ảnh của Đức Chúa Trời ở trong đó. Hallelujah. Và vừa rồi đây có một nghiên cứu họ nói rằng đó là khi mà Gia-cốp thấy cái thang của thiên sứ từ trên trời bắc xuống ấy, bắc từ dưới đất lên trên ấy, thì cửa trời mở ra ấy, thì cái thang đấy là thiên sứ vừa đi lên đi xuống, thì dường như nó cũng có một cái hình, nó giống như là cái hình ADN vậy. Nó cái thang thì thiên sứ Đức Chúa Trời, cho nên anh chị em, thiên sứ Đức Chúa Trời chúng ta hình dung có thể là bên ngoài, nhưng mà ngài đến là trong đời sống của chúng ta, trong bởi vì chúng ta mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, chúng ta có hình ảnh của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và chúng ta biết là tại sao mà người ta lại xôn xao về cái dấu của con thú không, hay là ngày cuối cùng ấy, và khi mà họ nói rằng đó là khi thờ phượng con thú, thờ cái gì thì là, nhưng mà đã thờ cái hình ảnh của con thú hay là mang dấu của con thú, đó là mất cái sự cứu rỗi và không còn cái sự hy vọng nữa. Nên là bởi vì sao? Bởi vì cái hình ảnh con thú đó là mang cái ADN của nó. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Đây là một số cái sự giới thiệu anh chị em nhiều, nhưng mà đây chúng ta xem sự kết nối giữa trời và đất, hay là nói về cái đền thờ của Đức Chúa Trời, nói về bàn thờ của Đức Chúa Trời. Nếu như mà chúng ta từng là thờ cúng, từng là có một sự hướng lên trong sự thờ phượng, thì hôm nay chúng ta hiểu rõ được hiểu được cái điều mà Đức Chúa Trời ngài ban cho chúng ta. Thứ nhất ấy, đó là bàn thờ hay là đền thờ của Đức Chúa Trời ấy, đó là do ý ngài định ra và do Chúa ngài lập nên. Amen không ạ? Cái bàn thờ mà để sự thờ phượng là do sự Đức Chúa Trời ngài định, do sự Đức Chúa Trời ngài lập. Trước đến nay ấy, là chúng ta thường nghĩ rằng đó là sự thờ phượng, đó là do chúng ta nghĩ nó là phải, nó là hợp lý thì chúng ta thờ cúng, chúng ta thờ phượng. Nhưng thật ra anh chị em, sự thờ phượng ấy đó là do Đức Chúa Trời ngài định và ngài lập. Hallelujah. Và nó có những cái sự liên hệ nó rất là nó dường như là nó để chúng ta thấy, chúng ta bạn, tôi tin rằng khi mà chúng ta hiểu được điều này anh chị em, chúng ta sẽ thấy rất là thích thú ở trong khi mà chúng ta đọc Kinh Thánh, bởi vì Đức Chúa Trời ấy là đấng mà lời của ngài không có mâu thuẫn đâu. Thật ra ấy, là ngài không có mâu thuẫn, và những chỗ mà Chúa để cho chúng ta khó hiểu anh chị em hãy cứ để đấy, và chúng ta cần phải có sức mạnh, cần phải có ân điển và cần phải nhờ cậy ở nơi Thánh Linh để mà có những chỗ chúng ta chưa hiểu chúng ta cứ để đấy, bởi vì nó có sự liên hệ về nhiều cái, và ngài không phải là ngài không có ý định khi mà để cho những cái đoạn Kinh Thánh như vậy. Chúng ta đến thời điểm, đến thời kỳ mà chúng ta sẽ có thể nhận biết được. Cảm ơn Chúa. Trở lại trong cái bài học này, đó là nói về bài học này, đó là nói về đó là sự bàn thờ, đúng không ạ? Hallelujah. Chúng ta cùng cùng xem một số cái hình ảnh mà tôi muốn giới thiệu anh chị em nhé. Đó là về các cái đó là đền tạm, đó là cái hình ảnh mà Chúa ngài ban cho Môi-se.
Chúa ngày ban cho Môi-se trong câu Kinh Thánh mà tôi có gửi đây ấy, thì đó là Chúa có nói với Môi-se về về một cái mẫu của đền tạm, một cái mẫu của đền tạm Hê-bơ-rơ chương 8 câu 1 ấy, thì từ câu 1 đến câu 5 ở đây Chúa có chỉ cho Môi-se biết cái mẫu của đền tạm. Đền tạm đó là gì? Đó là khi mà dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập ấy, thì Chúa ngài chỉ cho Môi-se một cái mẫu để sự thờ phượng, để làm gì anh chị em? Trong xứ Ai Cập, nên nhớ rằng trong xứ nô lệ, trong cái xứ mà họ làm nô lệ ấy, lúc đấy thì Chúa chưa chỉ đền tạm cho họ. Bởi vì sao? Bởi vì họ đang làm nô lệ, họ chưa qua vượt qua biển đỏ. Nhưng mà khi họ ở trong đồng vắng, họ chuẩn bị bước vào đất hứa, thì Chúa ban cái kiểu mẫu trong đền tạm. Như vậy cái kiểu mẫu thờ phượng cho đền tạm để làm gì? Để khi họ bước vào đất hứa thì họ biết đi theo Chúa, họ biết thờ phượng Chúa. Bởi vì lời Chúa trong đất hứa rằng ấy, lời Chúa nói rằng đó là xứ đượm sữa và mật, là ngươi ấy là không cần phải dùng sức mình, nhưng mà sẽ nhờ mưa trời mà thấm ướt, và đất sẽ sinh ra những cây cỏ. Và thậm chí Chúa cũng dặn rằng trong đất hứa làm 6 năm thôi, còn năm thứ 7 ấy thì là để cho đất nghỉ ngơi. Hallelujah. Và vân vân. Nhưng mà cái cao điểm đó là Chúa ngài dẫn dân Israel đến tại núi Hebron, núi Horeb. Hebron ấy, để mà núi Horeb, để mà là núi của Đức Chúa Trời, để mà tỏ cho dân Israel biết về cái sự thờ phượng mà Chúa đã tỏ cho Môi-se. Chúng ta xem đây câu 1, đại ý điều chúng ta mới nói đó. Đó là chúng ta nói có một thầy tế lễ thường phẩm ngồi bên hữu ngay của đấng tôn nghiêm trong các từng trời. Câu 2, làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật bởi Chúa dựng nên, chứ không phải bởi một người nào. Đó là thầy tế lễ thường phẩm của chúng ta làm chức việc nơi thánh và đền tạm thật. Chứ chúng ta cũng nói đền tạm thật hay là nơi thánh thật, đó là sự thờ phượng thật, và không phải bởi một người nào. Và câu 5 là và giữ sự thờ phượng. Sự thờ phượng đó chẳng qua là hình bóng của những sự trên trời mà thôi. Cũng như khi Môi-se gần dựng đền tạm thì Đức Chúa Trời phán bảo rằng hãy cẩn thận mà làm theo như kiểu mẫu đã chỉ cho ngươi tại trên núi. Chứ chúng ta cũng nói như kiểu mẫu, như kiểu mẫu. Và chúng ta thấy rằng ấy, đọc cái đền tạm chúng ta thấy ô khó hiểu quá, nó toàn là cỡ này và rất là phức tạp. Nhưng mà đây đúng là chính xác những cái kiểu mẫu. Bởi vì sao? Bởi vì đây là theo đúng kiểu mẫu tại trên đền tạm ở tại trên trời. Và chúng ta thấy đó là Kinh Thánh có nói về có một đền tạm ở tại trên trời, sự thờ phượng ở tại trên trời, sự thờ phượng đó có xảy ra và nó như thế nào. Khải Huyền chương 13 câu 6, chúng ta thấy ở đây, vậy nó xin lỗi, chúng ta đọc câu 15, chương 15 câu 5 trước. Chương 15 câu 5 trước. Chúng ta thấy ở đây, ở đây nhá. Rồi đó tôi nhìn xem thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. Rồi đó tôi thấy ở cái tôi nhìn xem thấy ở tại trên trời ấy, có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra. À, nhìn qua đây chúng ta thấy được rằng đó là ở đây ấy, là có đền tạm của ở trên trời. Hallelujah. Đền tạm trên trời nhé. Và đây có chương 11, Khải Huyền chương 11 câu 19 mà tôi không có đưa ra, anh chị em có thể ghi chú thêm vào. Ở đây nói rằng đền thờ của Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hòm giao ước bày ra trong đền thờ ngài, rồi có những chớp nhoáng, những tiếng sấm sét động đất và mưa đá lớn. Chúng ta thấy đó là đền tạm trên trời ấy, thì có hòm giao ước ở trên trời được bày ra. Chúng ta thấy anh chị em, đền tạm của người dân Israel bây giờ họ không có còn nữa, họ đang chờ xây lại lần thứ ba đền thờ lần thứ ba. Họ đang chờ xây lại đền thờ lần thứ ba, và đền tạm cũng giống như vậy, nó mất dấu vết rồi. Họ bây giờ gọi là đang trong cái cuộc đi tìm kiếm cái đền tạm đã mất từ sau thời vua Salomon, sau thời mà họ bị đi đày. Nhưng chúng ta thấy rằng đó là ở tại trên trời và có đền thờ, tại nên rồi có hòm giao ước, tại nên rồi có đền tạm. Qua đấy chúng ta có thể nói được điều gì anh chị em? Là sự thờ phượng mà Chúa, Đức Chúa Trời, cái kiểu mẫu mà Chúa ngài chỉ cho Môi-se như thế nào thì tại trên thiên đàng nó hiện ra giống như vậy. Amen không ạ? Điều đó có nghĩa là gì? Đó là giống như trong thời Cựu Ước như thế nào thì trong thời Tân Ước chúng ta cứ sự thờ phượng ở đây cũng là cái kiểu mẫu này. Và tôi tin rằng cái sự kiểu mẫu này ấy, là trong cái cách thờ phượng, trong cái phương cách thờ phượng, cái đền tạm hay là cái sự thờ phượng đó nó vẫn còn có sự duy trì tiếp tục. Và chúng ta thấy đó là khi mà chúng ta thờ phượng, chúng ta hiểu biết được và như vậy ấy, thì đó là trong cái sự thờ phượng mà đúng cách và đúng kiểu anh chị em, đúng cái ý muốn của Chúa.
Chúng ta biết đền tạm của Chúa có một điều gì đó, một điều gì đó rất là thiêng liêng, thánh khiết và bởi ý muốn của Chúa. Cho nên Khải Huyền chương 13 câu 6 là sao? Con thú ấy, thì nó nói ra, nó mở miệng và nói xúc phạm đến cả đền tạm của Ngài nữa, đến cả đền tạm cùng những kẻ ở trên trời, đền tạm của Ngài ở trên trời, nhờ đến cái nơi thờ phượng đó, nó xúc phạm cả những điều đó, cả những điều đó. Và cho nên chúng ta thấy là cái gì quý ấy, thì sẽ bị tấn công. Đấng Christ ấy, thì có Antichrist, sự sức giàu thì có sự chống lại cái điều đó. Cho nên chúng ta khi mà đi với Chúa là đi với con đường hẹp. Anh chị em, chúng ta là ánh sáng của thế gian này. Amen. Chúa gọi chúng ta là ánh sáng. Và điều rất là vui mừng vô cùng anh chị em, đó là Chúa cho chúng ta biết sự thờ phượng là bàn thờ như thế nào và thờ phượng như thế nào. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy ở đây, hôm nay tôi có viết một cái trong sự suy gẫm ấy, thì có một cái đôi cái ý tưởng mà chúng ta đã đọc trong cái bài, tôi nghĩ là nó nằm trong cái mạch đó, tức là để là hiểu như thế nào là bàn thờ, hiểu như thế nào là đền thờ. Cảm ơn Chúa, Kinh Thánh nói rằng ấy, tôi và bạn được làm đền thờ của Đức Chúa Trời. Amen. Chúng ta được làm đền thờ của Đức Chúa Trời. Vậy thì bàn thờ đó là gì? Bàn thờ đó là nơi mà chiên con của làm của lễ đầu tiên ấy, đó là chiên con Chúa Giêsu, là trái đầu mùa. Ngài là đấng mà chịu giết trước tiên, Ngài đấng chịu giết trước tiên cho chúng ta. Và khi đền thờ đó là Đức Chúa Trời, Ngài đã làm sự hiến dâng, sự hy sinh đó trước cho chúng ta rồi tại thập tự giá. Và ở đây đó là hình ảnh của nơi bàn thờ dâng của lễ thiêu ở trong Cựu Ước ấy, là hình bóng của, là hình ảnh của bàn thờ dâng của lễ thiêu trong Cựu Ước. Và Chúa Giêsu Ngài đã chịu chết cho bạn và cho tôi rồi, cho nên qua đó mà tôi và anh chị em ấy là nhờ ân điển, nhờ sự thương xót của Chúa mà nói rằng Chúa, bởi công việc mà Chúa Giêsu Ngài đã làm cho con tại nơi thập tự giá và bàn thờ mà Chúa, Đức Chúa Trời Ngài đã khiến cho Chúa Giêsu Christ làm của lễ hy sinh cho con một lần đủ cả, thì con cũng có thể dâng đời sống của con và thân thể của con làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài được. Và đây là cái cơ hội anh chị em, cho nên đó, chúng ta, tôi nhắc lại ở đây. Thì nhắc đây, đó là sự thờ phượng, không phải là chúng ta nghĩ đúng mà chúng ta thờ, mà đó là bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã định ra một sự thờ phượng phải lẽ, một sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi có thể nói được như thế này anh chị em. Đức Chúa Trời ấy, Ngài trời bày tỏ ra trong lời của Ngài. Và chúng ta ấy là giàu hiểu, chúng ta cần biết rằng đó là giàu chúng ta hiểu hoặc không hiểu, thì trong cái sự thờ phượng mà Ngài bảo gì thì chúng ta nghe và làm theo như vậy. Amen. Chúng ta nhớ lại trong sách Tin Lành rằng khi mà Chúa Giêsu Ngài đến tham dự đám cưới, Ngài đến dự đám cưới tại Cana, thì Mary là mẹ Chúa Giêsu là biết rằng Ngài là con trời, Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài lẫn có thể làm được những điều kỳ diệu và lớn lao. Và khi mà mọi người trong cái đám cưới đấy hết rượu rồi, thì Chúa nói là mọi người hết rượu rồi, Chúa nói rằng, thì Chúa Giêsu nói với Mary rằng: ấy, hỡi đàn bà kia, tôi với ngươi có sự gì chăng? Tiếng cái chữ này, cái tiếng Việt chúng ta nghe có thể là khó hiểu anh chị em, nhưng mà nếu mà dịch ra có thể nói là: hỡi người phụ nữ kia, ta với ngươi có điều gì chăng? Điều này có nghĩa là gì anh chị em? Đó là khi mà Chúa Giêsu ấy mà ở trong nhà làm người thợ mộc thì vẫn là mẹ con, nhưng mà khi mà Ngài ra ngoài và lúc ấy thi hành chức vụ ấy, thì lúc đó thì là Ngài là ở dưới cái quyền và cái sự thi hành trong cái công vụ đó, thì trong cái mối quan hệ đó không phải là mẹ con nữa. Amen không ạ? Là giữa Ngài và bà Mary giống như là một người phụ nữ, giống như bao mọi người khác vậy, bởi vì Đức Chúa Trời là đấng không có thiên vị. Amen. Nhưng mà ở đây ấy, thì Chúa thì Mary ấy, giờ ta chưa đến. Chúa Giêsu nói rằng giờ ta chưa đến, và Mary, bà Mary không có tự ái, không có vì thế mà không có bị tự ái gì cả. Thì xin chúng ta cũng nói không tự ái. Amen, hallelujah. Thế anh chị em, mọi sự hiệp lại có ích cho người yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta có hơi chạm một điều gì đó, nó cũng là tốt, bởi vì nó nói lên cái điều mà chúng ta đang có và cần thay đổi. Cho nên lời của Chúa là tấm gương cho chúng ta, và lời Chúa nói rằng đó là Ngài giống tấm gương, chúng ta soi trong lời của Ngài, và chúng ta có anh chị em tay này rửa tay kia được sạch và vân vân. Thì trong đời sống chúng ta, như mối quan hệ đó, chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh. Anh chị em, khi chúng ta đến với Chúa đấy, thì đến với Chúa và đến trong hội thánh và trong anh chị em, bạn sẽ thấy rằng nó sẽ mở ra nhiều cái chúng ta cần chỉnh đốn, cần thay đổi, có khó khăn, vì chúng ta sẽ không có phải là nhẹ nhàng giống như trước đây nữa. Và Chúa Giêsu nói là đường rộng ấy thì mọi người và nhiều người đi, nhưng mà đi đến chỗ hư mất không phải trả giá gì cả, chỉ có sống tốt, chỉ sống tích cực, chỉ làm lành thôi, nhưng mà giữ không tránh được nếu mà không có Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài phán rằng đó là đi con đường hẹp ấy thì là có sự sống đời đời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, chúc phước cho lời của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy đây, đó là Mary nói rằng ấy, một bí quyết đó là Ngài bảo gì hãy làm theo,
Ngài bảo gì hãy làm theo. Và Chúa bảo gì? Chúa nói với mấy người bồi bàn đó là sao? Đổ rượu vào trong các cái chum đó, mà 6 cái chum, người ta nói rằng nếu mà 6 cái chum đấy mà đổ vào thì khoảng hết là hơn 600 lít nước. Sau cái chế đá đấy, hơn 600 lít nước. Hallelujah. Và chúng ta thấy là chỉ đổ nước vào đấy thôi. Và Chúa mới bảo rằng hãy lấy nước đó mà đem cho người coi tiệc, tức là người coi bàn tiệc để mà thử. Thì nước vừa múc đi và đi đưa cho người uống thử, uống nước lã. Đó là sao suy nghĩ của con người như vậy. Nhưng mà sao? Người coi tiệc khi mà vừa cầm nước uống thì sao? Thì đó là nước đã hóa thành rượu. Và chúng ta thấy cái bí quyết ở đây đó là Ngài bảo gì hãy làm theo. Amen. Hallelujah. Như vậy thì tôi trở lại tôi nói rằng đó là trong sự thờ phượng. Chúng ta cần biết rằng đó là thờ phượng, là ý muốn của Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúa muốn chúng ta thờ phượng như thế nào đẹp lòng Chúa thì chúng ta bước theo như vậy. Và cảm ơn Chúa, lời kinh thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng ấy, đó là có khuôn mẫu của đền tạm, có khuôn mẫu của sự thờ phượng chỉ về đền thờ, đó là đền tạm. Và đó là trong thời Cựu Ước, trong thời Tân Ước chúng ta ấy, thì cái đền tạm đó chính là đời sống của chúng ta, chính là mỗi chúng ta. Ở trong Corinto thì có nói rằng đó là bạn và tôi đó là nhà tạm. Amen. Đó là nhà tạm. Nhưng mà chúng ta kinh thánh cũng nói chúng ta đó là đền thờ của Đức Chúa Trời. Tôi và bạn là đền thờ của Đức Chúa Trời. Và đền thờ Đức Chúa Trời, trong đền thờ Đức Chúa Trời thì có đền tạm. Amen. Chúa ngự trong lòng, Chúa ngự trong tâm linh của chúng ta. Hallelujah. Nhưng bây giờ anh chị em, Chúa nói vậy thì nó dễ, nhưng mà để mà cụ thể thì như thế nào, chúng ta hãy xem những cái hình ảnh này. Cảm ơn Chúa, khi mà chúng ta xem đây thì thấy rằng đó là đền thờ của Đức Chúa Trời. Trong cái hình ảnh của đền tạm đó thì nó có mang hình ảnh của vườn Eden. Nó có mang hình ảnh của vườn Eden. Có một cái ảnh mà tôi vừa mới làm xong, cho nên đó là lý do hôm nay hơi muộn một chút, vừa mới viết tiếng Việt xong cho anh chị em để nó thay bằng tiếng Anh, tiếng Việt. Dạ. Ở đây chúng ta thấy là cái đền thờ này nó có chỉ hướng bốn hướng, đông tây nam bắc. Đông tây nam bắc, nếu mà anh chị em xem trên tấm hình thì chúng ta sẽ thấy đông tây nam bắc, và chúng ta thấy rằng đây là chỉ về bốn hướng của trời đất. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta thấy rằng ở đây là có vườn Eden, có khu vườn, rồi có xứ Eden, và có các cái hướng, có ba cái phần như vậy. Thì đây cái hình ảnh của vườn Eden như thế nào? Tôi trở lại đây anh chị em. Cái hình ảnh của đền tạm chúng ta xem trong cái hình ảnh của cái đền tạm, như có số 1, số 2, số 3 đấy. Trong cái hình mà có số 1, số 2, số 3 đấy. Đó là số 1 là nơi chí thánh, số 2 là bức màn, và sau đó là cái số 3 đó là nơi thánh, số 3 là nơi thánh, cái bức màn và nơi thánh, và còn cái phần bên ngoài nữa. Thật ra đó là đây, nếu mà tôi còn ghi thiếu, đấy là bên ngoài, đó là hành lang. Chúng ta thấy cái vòng tròn ấy, đó là chính là chậu rửa bằng đồng. Có cái hình vuông nhỏ bên ngoài ấy, đó là chính là cái nơi, cái bàn thờ dâng của lễ thiêu. Đây là hình ảnh của thập tự giá. Chúa Giêsu đã chịu chết ở trên đó, và con sinh tế được dâng lên trên đó. Thì ba cái phần này, đó là nơi thánh, nơi chí thánh, và hành lang hay là forehof của đền thờ, của bàn thờ anh chị em. Đó là hình ảnh của gì? Chúng ta vừa thấy đây, đó là ở trong vườn Eden, nó cũng có cái ý nghĩa như vậy nhá. Cái điều thứ hai nữa đó là có một sự tương xứng. Con người chúng ta có ba phần: tâm linh, tâm hồn và thân thể. Amen. Tâm linh ấy, đó là thể hiện trong nơi chí thánh, là nơi tương giao thẳng với Đức Chúa Trời. Tâm hồn ở trong đó thì có chân đèn và bàn để bánh trần thiết. Cái chân đèn là có 7 nhánh và thể hiện cho Đức Thánh Linh, và biểu tượng cho Đức Thánh Linh, và bàn để bánh trần thiết. Đó là trong tâm hồn chúng ta cần ăn bánh của Đức Chúa Trời để mà được giàu có. Chúng ta cũng nói giàu có tâm hồn, chúng ta cần ăn bánh của Chúa để giàu có. Tại sao lại giàu có anh chị em? Và vì sao chúng ta nghèo trong tâm hồn? Đối với tôi, nghèo trong tâm hồn đó là hay cáu mà không có vui được. Nghèo trong tâm hồn ấy, đó là hay bực mà không có thoải mái được. Nghèo trong tâm hồn ấy, đó là chúng ta hay cay đắng mà chúng ta không tha thứ được. Đó là phần trong tâm hồn anh chị em. Và chúng ta dễ bị lau nứt, có nghĩa là chúng ta hôm nay này thì ngày mai thế khác, chúng ta lúc thế này lúc thì thế khác. Vâng, đó là sự nghèo vô cùng ở trong tâm hồn. Amen. Chúng ta cười mà không thật. Và như vậy ấy, cho nên ở cái nơi phần thứ hai ấy, đó là nơi mà đoàn để bánh trần thiết, đó là nơi nơi thánh. Chúng ta cũng nói nơi thánh.
Nơi thánh ấy, đó là cái nơi mà cần được sự nên thánh, cần được sự thánh hóa, cần sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Hallelujah. Con người chúng ta trong tâm linh được biến đổi và được tái sinh rồi, nhưng mà nơi thánh ấy, trước đó tôi nói ví dụ, Kinh Thánh nói đó là những người ăn cắp ấy thì khi tin Chúa đừng có ăn cắp nữa. Anh chị em có để ý không ạ? Khi Phaolô, sứ đồ Phaolô dặn ấy, đó là anh em ấy, thì kẻ hay trộm cắp thì đừng trộm cắp nữa. Amen. Trong sách Tân Ước thì nói như vậy. Và người hay nói dối thì đừng có nói dối nữa. Amen. Đó là khi mà chúng ta đến với Chúa, cái điều vậy thì điều căn bản chúng ta đó là gì? Đó là chúng ta cần nhận biết mình, cần nhận biết Chúa, con cần Ngài. Amen. Con cần Ngài, con nhận biết sự nghèo thì con sẽ được giàu. Amen. Nếu mà người nào nói giàu ấy thì đủ rồi, thì Chúa đâu còn cho nữa. Amen không ạ? Nhưng mà khi mà nói là Chúa con cần Ngài, nói và chúng ta chỉ có thể nhận biết được khi Ngài là ánh sáng. Thì trong phần nơi thánh, anh chị em nhớ không, đó là có cái chân đèn bằng vàng, nó có 7 ngọn đấy, thì thể hiện cho 7 thần linh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần nhờ cậy thánh linh của Chúa soi sáng. Lời cầu nguyện của chúng ta nói rằng: Chúa xin Ngài soi sáng con mắt của lòng con, Đức Giê-hô-va Ngài là ngọn đèn con, Chúa Đức Chúa Trời Ngài soi sáng trong nơi tối tăm con. Amen. Và người khác đến chỉ cho chúng ta không chịu đâu, nhưng mà nếu mà ánh sáng của Ngài soi sáng trên chúng ta, khi mà chúng ta đọc lời Ngài, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tương giao, và có thể qua cái mối quan hệ và tương giao với anh chị em khác, thì thánh linh nói với chúng ta, có nghĩa là ánh sáng Ngài đến với chúng ta, soi sáng chúng ta, để trong tâm hồn chúng ta thấy được cái điều mà cần biến đổi. Và Chúa muốn chúng ta được có sự thịnh vượng, giàu có trong tâm hồn. Amen. Phần tiếp theo đó là cái nơi ngoài hành lang, đó là nơi chậu rửa bằng đồng, nơi và dân của lễ. Đây là cái nơi của sự ăn năn, anh chị em, sự hạ mình. Chúa Giêsu Ngài đã chịu chết tại nơi thập tự giá, Ngài không phạm tội nhưng Ngài chết cho kẻ phạm tội. Ở trên thập tự giá những người đóng đinh Ngài, nhưng mà Chúa Ngài cầu nguyện rằng: Chúa xin tha tội cho họ vì họ không biết điều họ làm. Cho nên anh chị em, sự hạ mình, sự khiêm nhường chính là chìa khóa để mà bước đi theo Chúa. Amen. Đức Chúa Trời Ngài phán trong Ê-sai nói rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng quyền năng, toàn năng và cao cả đời đời, nhưng mà Ngài ngự ở nơi và trong lòng của những người có lòng đau thương, thống hối và khiêm nhường. Anh chị em, sự đau thương, thống hối và khiêm nhường khi chúng ta đến với Chúa, đó là chính là nơi mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu chết cho chúng ta tại nơi thập tự giá. Đó là và Ngài đã chịu chết, đổ đến giọt huyết cuối cùng, Ngài đã hy sinh cho tôi, không có ai yêu tôi như Ngài cả, và Ngài đã chịu chết thay tôi cho tôi tại nơi đó. Và anh chị em, một trong những chìa khóa mà để chúng ta, đó là Chúa sự hạ mình thật, chúng ta thường nói hạ mình thật, khiêm nhường thật. Hallelujah. Và chỉ có thể nơi Chúa là đấng mà Ngài đáng không đáng bị hạ, Ngài đã hạ xuống cho chúng ta, để cho tôi và bạn được sống. Và Ngài đã chịu chết cho chúng ta, để cho chúng ta thay vào đó mà chúng ta được sống. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy ở đây hình ảnh của bàn thờ. Tôi nói lại đây, như vậy thì cái bàn thờ mà dâng của lễ, đó là chúng ta dâng đời sống của chúng ta lên, bước vào trong đền tạm, trong cái hình ảnh của sự thờ phượng đó, và chúng ta có thể hiểu đó là sự dâng của lễ hàng ngày. Vì vậy cho nên anh chị em, hàng ngày khi mà chúng ta đến cầu nguyện với Chúa, mỗi ngày khi mà đến cầu nguyện với Chúa thì cũng lưu ý đó là có những cái bước này rất là ngắn gọn, và thậm chí anh chị em có thể cầu nguyện trong 5 phút, trong 10 phút hay trong 15 phút, nhưng chúng ta có thể theo cái khuôn mẫu này, theo cái bước mà giống như đền tạm. Và đây chính là hình ảnh tại trên trời, chúng ta bước vào tại nơi thập tự giá và huyết Chúa. Đầu tiên cho chúng ta đến cầu nguyện với Chúa rằng đó là qua huyết Chúa Giêsu, qua chậu rửa bằng đồng, đó là bởi lời của Ngài. Và chúng ta có thể nói rằng: Chúa, con đến với Ngài trong ngày hôm nay, con cảm ơn Chúa và xin huyết Ngài rửa sạch con, tha thứ những tội lỗi cho con, và con dâng Ngài làm con dâng đời sống của con lên. Cho anh chị em biết là có cái sườn của sự cầu nguyện riêng tư mà tôi trước đây mà tôi có đưa anh chị em, nếu mà ai cần ấy thì tôi có thể gửi lại, nếu mà chưa có cái sườn của sự mẫu cầu nguyện này. Và cảm ơn cho bà mẹ tôi khi mà mang về, nó là mẹ cầu nguyện là nhiều cũng thuộc rồi, nhưng mà chỉ thuộc cái sườn thôi, còn những câu kinh thánh ở trong đấy thì nhiều quá, nhưng mà nó rất là phước hạnh nha anh chị em. Cái sự cầu nguyện theo cái mẫu đó là đầu tiên ấy, đó là đến thập tự giá, nhìn nơi đó, con cảm ơn Ngài, con đã chết, con có thể chết được. Chúng ta nói có thể chết được ở trong Chúa. Có thể chết được là gì? Đó là tiếp nhận nơi chính mình, đối diện với chính mình. Đó là có thể chết được ở trong Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa và thấy được đó là bởi sự nhân từ, bởi ân huệ. Không ai đè con, không ai đạp con, nhưng mà tự con biết được rằng chính Chúa Giêsu đã hạ xuống vì con. Cho nên là con xin được hạ xuống ở trong Ngài. Và lời Chúa phán rằng nếu ai hạ mình xuống thì Chúa sẽ nâng lên. Amen. Con người nâng lên ấy, nhưng mà sẽ bị đạp xuống. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nâng chúng ta lên thì không ai đạp chúng ta xuống được. Amen. Amen. Hallelujah. Và đó là, nhưng mà người nào tự nâng mình lên thì người đó sẽ bị hạ xuống. Nhưng chúng ta thấy rằng đó là đến với Chúa, đó là
là một nơi ân điển, và đó là từ trời Chúa ban cho như vậy. Amen. Chứ không phải là bởi cái logic của chúng ta, nhưng mà Chúa nói rằng bởi vì Chúa Giêsu Ngài đã đi trước mà Ngài đã chết và Ngài đã làm của lễ trước cho chúng ta, để chúng ta có thể đến với Chúa. Chúa ơi, con không có gì, con không có điều gì mà có thể xứng đáng cho Ngài, chỉ có đời sống một tấm lòng, và nó có những sự dơ dáy này chỉ qua huyết Chúa Giêsu, qua của lễ mà Chúa Giêsu Ngài đã làm cho con, mà xin cho con giờ này đây qua của lễ công việc Chúa Giêsu cho con được dâng đời sống của con lên cho Ngài. Xin huyết Ngài rửa sạch, Ngài tha thứ và ban phước cho con, cho con được làm hòa lại với Ngài. Đó là cái trong sự hàng ngày chúng ta đến và cầu nguyện và dâng trình lên với Chúa, anh chị em. Cái phần thứ hai đó là chúng ta khi mà đến ở trong nơi thánh, trong nơi thánh, và chúng ta có thể đến nó trong lời của Ngài. Hallelujah. Ở đây tôi muốn sơ qua một số điều như vậy, nói về cái hình ảnh đó. Và cảm ơn Chúa, cái biểu tượng của sự thờ phượng đó là do Đức Chúa Trời Ngài đặt, và đây là một cái tiêu chuẩn và là một cái chìa khóa. Chúng ta hãy nhớ nhớ cái khuôn mẫu này, bởi vì trong vườn Ê-đen cũng theo cái mẫu đó, con người chúng ta tạo dựng cũng theo cái mẫu đó. Rồi chúng ta biết là Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Cha là thể hiện cho nơi chí thánh, Đức Chúa Con là nơi thánh, và Đức Thánh Linh đó là về công việc ở bên ngoài chỗ hành lang và chỗ đền tạm, chỗ hành lang và chỗ nó có những sự tương đồng nó như vậy, anh chị em. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và qua đấy chúng ta có thể hiểu được, nhận được về lời của Ngài nó, và để cho đến trong cái ngày cuối cùng này, sự thờ phượng của Chúa, qua đó mà tôi và anh chị em có thể bước vào trong cái sự thờ phượng thật. Mỗi ngày chúng ta có thể đến với Chúa, con cảm ơn Ngài trong cái sự thờ phượng này. Con qua đó mà con có thể được tương giao, có thể online, được online với Chúa, có thể được tương giao trực tiếp đối với Ngài. Và Chúa thì giống như lời kinh thánh chép rằng đó là khi mà trong thời cựu ước đền tạm, mà cái gì mà động vào cái đền tạm thì động vào bàn thờ sẽ được nên thánh. Thì cũng giống như vậy, bây giờ Chúa Giêsu ở trong con thì mọi điều gì mà chạm vào trong đời sống của con sẽ được nên thánh, và đã chạm vào đời sống của con được nên thánh rồi thì điều đó có nghĩa là gì? Cái phần của tôi và bạn ấy đó là chúng ta thờ phượng Ngài. Còn phần của Chúa là gì? Đó là làm nên thánh xung quanh chúng ta. Amen. Chúa Ngài làm nên thánh, chứ không phải để chúng ta làm nên thánh, không phải bởi cố gắng chúng ta đó là sống tốt, là làm lành, sống đạo đức, không. Nhưng mà cái sự nên thánh này đó là nó từ cái chất ở trong chúng ta, từ cái chất đó là chúng ta được giống như Ngài, chúng ta được được mang hình ảnh giống như Ngài, thì chúng ta được nhận cái sự nên thánh, anh chị em, được nhận cái sự nên thánh mà đến từ nơi Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài cho lời của Ngài, và xin Ngài giúp đỡ cho mỗi anh chị em của chúng con trong giờ này đây, đó là bước đi ở trong sự đời sống hàng ngày. Chúng con học về khuôn mẫu của đền tạm, học về bàn thờ và học về đền thờ. Cảm ơn Chúa vì chúng con được làm đền thờ của Ngài, chúng con được làm bàn thờ của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Giêsu Ngài đã làm của lễ đầu tiên cho chúng con, để chúng con có thể bước theo và dâng đời sống tâm linh, tâm hồn và thân thể của chúng con lên cho Ngài. Xin giúp chúng con được chân thật với Ngài, chân thành với Ngài. Xin giúp cho chúng con bước đi theo Ngài, theo dấu chân của Chúa Jesus Christ, có dấu đinh của Ngài, và mang thập tự giá đi theo Ngài. Xin giúp cho chúng con hàng ngày được nếm trải đó là được chết ở trong Chúa Jesus. Chúng con bị hạ xuống để Chúa Ngài được tôn cao, và chúng con biết rằng nếu Ngài được tôn cao thì Ngài kéo chúng con lên. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin ban phước cho chúng con, cho chúng con bàn thờ là chính đời sống ở trong chúng con được sự nên thánh, và chúng con được chạm vào Ngài hàng ngày. Sự nên thánh đó được trải qua trên đời sống cho sự nên thánh đó là có nghĩa là đó là tâm hồn của chúng con được biến đổi, cho được sự giàu có và sự trung mãn hơn ở trong tâm hồn, đào trong đời sống hàng ngày của chúng con. Yêu thương, vui mừng, bình an, kiên trì, bền bỉ, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, và những sự tha thứ, những sự chúc phước và trên đời sống của chúng con, những bông trái thánh linh Ngài thêm lên trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa vì sự thờ phượng mà Ngài đã định cho chúng con, không phải là sự mà chúng con định, mà sự Ngài đã định cho chúng con. Xin giúp đỡ cho chúng con được nên thánh, xin giữ chúng con khỏi điều ác, và xin dạy chúng con được cầu nguyện theo ý muốn của Ngài. Và giờ đây con cầu nguyện và công bố rằng đó là có một sự khai thông cửa trời được mở ra, giống như Jacob có giấc mơ thấy ký thang bắc từ dưới đất lên trên trời như thế nào. Con công bố cầu nguyện rằng trong danh cửa trời được mở ra hôm nay cho anh chị em của chúng con, những người đang nghe và những người
đang theo dõi thì con cầu nguyện Chúa, đó là cổng trời và cửa trời mở ra. Chúng con cảm ơn Ngài, hallelujah. Xin ý Cha được nên, xin danh Cha được tôn thánh, xin nước Cha được đến, sự chữa lành, sự mở đường về giấy tờ, trong danh Chúa sự thịnh vượng, giàu có sung mãn trong tâm hồn và ảnh hưởng trong thân thể, hallelujah. Trong danh Chúa, và chúng con có thể nhất quán, chúng con có thể integrated, có nghĩa là có thể bước đi trong sự thanh liêm của mình trước sau như một, và một lòng sắt son, một lòng, một trái tim không chia hai đối với Chúa. Chúa con cầu nguyện cho chúng con được nếm trải về tình yêu đối với Ngài, hallelujah. Cho chúng con được nhìn thấy rõ hơn Chúa Giêsu trên đời sống của chúng con. Chúa Giêsu ơi, chúng con muốn thấy Ngài, chúng ta